Chào quý vị và các bạn. Vâng, và hôm nay Hiệp Bảo sẽ review cho quý vị và các bạn một siêu phẩm được mang tên Nhà Sướng. Vâng, em đặt tên cho nó là tên là Sướng bởi vì là trong cái lúc đang buồn thì gặp nó là lại tươi vui bình thường. Vâng, tận dụng những thùng phi em được dầu và vào những cái thời điểm mà dầu rẻ, nhưng mà hiện tại giá dầu thì vẫn rẻ mà cây dầu thì lại gần, cho nên là em tận dụng những cái thùng phi này để chuyển mục đích sử dụng sang làm một cái bể sướng nha bà con nha. Đấy, và đây là hai công nhân, hai con ong chăm chỉ của cơ sở đang miệt mài sản xuất, hứa hẹn là một vài hôm nữa là sẽ có nhà sướng để dùng. Vâng, để em phóng gần lại tí cho bà con ngắm cận cảnh nha. Đây là mô hình nhà sướng được copy nguồn từ Tuấn Nguyễn Cầu Ván, sân bóng Cầu Ván. Vâng, đầu vào đây bà con. Đấy, được tích hợp ống cút 90. Bên cạnh đây là lỗ thoát khí. Đấy. Có thể tích hợp thêm cả bioga để đốt để luộc bánh chẳng hạn, ví dụ thế, hoặc nấu cám cho lợn. Vâng, đây là đầu ra của bình 1 và cũng là đầu vào của bình 2. Đấy, và đây là nguồn nước sạch bà con nhá. Đây, nước sạch khi nó ra đến đây là khi nước chảy ra đến đây là gần như là trong vắt rồi, có thể là chuyển vào máy lọc nước để lọc để lại sử dụng bình thường, tái sử dụng. Vâng, đã được khâu bằng keo siêu chống dính, siêu dính bà con ạ. Vâng, em đang test mô hình thôi, còn một vài hôm nữa là sẽ được sử dụng. Khi nào được sử dụng thì em sẽ dành một chút thời gian để review cái cảm giác sử dụng lần đầu. Đấy, để xem độ sướng của nó như nào. Bà con đợi video lần sau em sẽ review một cảnh tự sướng trong nhà sướng, có nghĩa là để giải quyết nỗi buồn. Đấy, giải quyết nỗi buồn lần đầu để xem là cái cảm nhận lần đầu ở trong nhà sướng nó sẽ như thế nào nhé. Đấy, hai con ong vàng đây bà con ạ. Công ty bây giờ chuyển đồng phục sang ong vàng chăm chỉ. Những ngày cuối năm này rất là bận rộn, nhưng mà em vẫn bớt chút thời gian để review hai cái thùng sướng này để chuẩn bị hạ thổ. Vâng, và buổi review tạm thời kết thúc bà con nha. Cái lõi bên trong thì hôm qua em lại quên mất, lại không chụp ảnh để đăng lên cho bà con ngắm vuốt qua cái lõi của nó, lòng mè bên trong nữa. Đấy, ngoài này thôi, như bên trong lòng mè ruột gan nó cũng nhì con nhà bà nhàng lắm. Anh em chị em nào có nhu cầu mà muốn làm nhà sướng cứ liên hệ em nhé. Em riêng em mà đã không làm thì thôi, chứ nếu em mà đã làm thì chỉ có sướng thôi. Vâng, thế em kết thúc video này, chúc bà con và quý vị một ngày làm việc năng động, mạnh khỏe và chuẩn bị đón năm mới vui vẻ nha. Vâng.